Lăng Gia Long hay Thiên Thọ Lăng là lăng tẩm của Gia Long Hoàng đế. Ông sinh năm 1762 và mất 1820. Ông là vị vua sáng lập triều Nguyễn. Lăng vua Gia Long thực ra là một quần thể nhiều lăng tẩm trong Hoàng Quyến, nay thuộc địa phận xã Hương Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Về lịch sử xây dựng lăng vua Gia Long, lăng bắt đầu được xây dựng từ năm 1814 và đến năm 1820 mới hoàn tất. Toàn bộ khu lăng này là một quần sơn với 42 đồi, núi lớn nhỏ, trong đó có Đại Thiên Thọ là ngọn núi lớn nhất, được chọn làm tiền án của lăng và là tên gọi của cả quần sơn này. Từ bờ sông Hương đi vào lăng có con đường rộng, hai bên trồng thông và sầu đông cao vút, xanh tạo ra một không khí trong mát, tĩnh mịch. Hai cột trụ biểu uy nghi nằm ở ngoài cùng báo hiệu khu vực lăng. Với chu vi lên đến 11.234 m², Thiên Thọ Lăng gồm những lăng sau: lăng Quang Hưng của bà Thái Tông Hiếu Triết Hoàng hậu, vợ thứ hai của Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần; lăng Vĩnh Mậu của bà Anh Tông Hiếu Nghĩa Hoàng hậu, vợ Chúa Nghĩa Nguyễn Phúc Trăn; lăng Trường Phong của Chúa Nguyễn Phúc Chú; lăng Thoại Thánh của bà Hưng Tổ Hiếu Khương Hoàng hậu, vợ thứ hai của Nguyễn Phúc Côn và là mẹ của vua Gia Long; lăng Hoàng Cô của Thái Trường Công Chúa Long Thành, chị ruột vua Gia Long; lăng Thiên Thọ của vua Gia Long và vợ ông; lăng Thiên Thọ Hữu của bà Thuận Thiên Cao Hoàng hậu, vợ thứ hai của vua Gia Long, mẹ vua Minh Mạng. Toàn bộ khu lăng là một quần sơn với 42 đồi núi lớn nhỏ có tên gọi riêng, trong đó Đại Thiên Thọ là ngọn lớn nhất. Lăng tẩm nhà vua nằm trên một quả đồi bằng phẳng rộng lớn, trước có ngọn Đại Thiên Thọ án ngữ, sau có 7 ngọn núi làm hậu trẩm, bên trái và bên phải có 14 ngọn núi là Tả Thanh Long và Hữu Bạch Hổ. Tổng thể lăng chia làm 3 khu vực. Phần chính giữa là khu lăng mộ của vua và bà Thừa Thiên Cao Hoàng hậu. Qua khỏi sân chầu với các hàng tượng đá uy nghiêm và 7 cấp sân tế là biểu thành ở đỉnh đồi. Bên phải khu lăng là khu vực tẩm điện với điện Minh Thành thờ Hoàng đế và Hoàng hậu thứ nhất. Bên trái khu lăng là bi đình, nay chỉ còn một tấm bia lớn ghi bài văn bia Thánh Đức Thần Công của vua Minh Mạng ca ngợi vua cha, được chạm khắc tinh tế và sắc sảo. Lăng Gia Long là một bức tranh tuyệt tác về sự phối trí giữa thiên nhiên và kiến trúc. Vị vua đầu tiên của nhà Nguyễn yên nghỉ trong một không gian tĩnh lặng và đầy chất thơ. Mô tả toàn bộ khu lăng: toàn bộ khu lăng là một quần sơn với 42 đồi núi lớn nhỏ có tên gọi riêng, trong đó Đại Thiên Thọ là ngọn lớn nhất, được chọn làm tiền án của lăng. Về Thiên Thọ, về lăng Thiên Thọ bao gồm có khu lăng tẩm. Lăng tẩm nhà vua nằm trên một quả đồi bằng phẳng rộng lớn, tất cả đều được quy hoạch trong khu vực quan phòng rộng hơn 28 km², tạo thành một cảnh quan hùng tráng, chạy dài từ chân dãy Trường Sơn đến bờ Tả Trạch, một hợp lưu của Hương Giang. Đích thân vua Gia Long đã thám sát, duyệt định vị trí, quy hoạch và chỉ đạo công tác thiết kế cũng như giám sát tiến độ thi công. Sử cũ cho hay thầy địa lý Lê Duy Thanh, con trai nhà bác học Lê Quý Đôn, là người tìm được thế đất này, nơi mà theo ông đã tập trung được mọi ảnh hưởng tốt lành tỏa ra từ nhiều núi đồi bao quanh, nơi mà ảnh hưởng tốt lành sẽ còn mãi mãi trong suốt 10.000 năm.
Đây là lăng Thiên Thọ, khu lăng Tẩm. Lăng Tẩm nhà vua nằm trên một quả đồi bằng phẳng rộng lớn, trước có ngọn Đại Thiên Thọ án ngữ, sau có 7 ngọn núi làm hậu trần. Bên trái và bên phải mỗi bên có 14 ngọn núi là Tả Thanh Long và Hữu Bạch Hổ. Tổng thể lăng chia làm 3 khu vực. Đây là khu vực lăng mộ. Phần chính giữa là khu lăng mộ của vua và bà Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu. Qua khỏi sân chầu với các hàng tượng đá uy nghiêm và 7 cấp sân tế là biểu thành ở đỉnh đồi. Bên trong biểu thành có 2 ngôi mộ đá dạng thạch thất được song táng theo quan niệm càn khôn hiệp đức, một hình ảnh đẹp của hạnh phúc và thủy chung. Bên phải khu lăng là khu vực tẩm điện với điện Minh Thành là trung tâm. Điện Minh Thành được dùng để thờ hoàng đế và hoàng hậu thứ nhất. Minh Thành nghĩa là sự hoàn thiện rực rỡ, cũng có một cách giải thích khác là hoàn thành vào ngày mai, bởi người ta cho rằng sườn của điện này chưa có sơn son thiếp vàng và chạm khắc còn đơn giản. Bên trong điện Minh Thành ngày trước có thờ nhiều kỷ vật gắn bó với cuộc đời chinh chiến của vua Gia Long như cân đai, mũ, yên ngựa. Đây là khu bi đình. Bên trái khu lăng là bi đình, nay là chỉ còn một tấm bia lớn ghi bài văn bia Thánh Đức Thần Công của vua Minh Mạng ca ngợi vua cha được chạm khắc tinh tế và sắc sảo. Các lăng lân cận men theo các lối đi giữa đây là khu vực lăng tẩm chính của vua Gia Long và Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu. Đây cũng có gọi là biểu thành. Bên trong biểu thành có 2 ngôi mộ đá dạng thạch thất được song táng theo quan niệm càn khôn hiệp đức, một hình ảnh đẹp của hạnh phúc và thủy chung. Các lăng lân cận men theo các lối đi giữa những đám cỏ và hoa rừng, du khách thả bước dưới bóng thông tươi mát để sang thăm các lăng phụ cận. Đáng lưu ý nhất là lăng Thiên Thọ Hữu của bà Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu, nằm trong một vị thế u tịch mà sâu lắng. Điện Gia Thành ở đó cũng là một công trình kiến trúc được xây dựng theo mô thức của điện Minh Thành, dùng để thờ người phụ nữ đã sinh ra vị vua có tài nhất của triều Nguyễn, đó là vua Minh Mạng. Lăng Thiên Thọ Hữu. Lăng Thiên Thọ Hữu có tên gọi như vậy bởi nó nằm bên phải lăng Thiên Thọ, chỉ cách nhau khoảng 100m. Lăng có 2 khu vực kiến trúc, khu vực lăng mộ và khu vực tẩm điện, nằm cách nhau chừng 50m theo hàng ngang, ven theo bờ bắc của phần cuối hồ dài. Cả 2 khu vực này đều nằm trên vùng đồi gọi là Thuận Sơn, nhưng phương hướng của 2 khu vực kiến trúc thì khác nhau. Khu vực lăng mộ quay về mặt về hướng nam nhưng nghiêng nhẹ về phía tây, tiền án là núi Dệ có độ cao khoảng 618m. Khu vực điện thờ của lăng Thiên Thọ Hữu nằm trên một ngọn đồi khá cao, dùng núi Ngọc Đường làm tiền án. Công trình kiến trúc chính ở khu vực này là điện Gia Thành, xung quanh được bao bọc bởi một vòng thành hình chữ nhật bao cao xây bằng gạch, mặt trước chỗ cửa tam quan 2 tầng, trước cửa là những hệ thống bậc cấp bằng đá với các thành bậc cũng bằng đá thanh chạm hình rồng, nối kết các tầng sơn với nhau chạy xuống đến gần bờ hồ. Giá trị của quần thể lăng Gia Long. Lăng vua Gia Long là một bức tranh chắc tuyệt về sự phối trí giữa thiên nhiên và kiến trúc, trong đó thiên nhiên là yếu tố chính tạo nên nét hùng vĩ của cảnh quan. Đến thăm lăng, du khách được thả mình trong một không gian tĩnh lặng nhưng đầy chất thơ để suy ngẫm về những thành bại của cuộc đời mình, cũng như vinh nhục của vị vua đầu tiên triều Nguyễn. Dù hết sức cố gắng của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, nhưng xem ra di tích này gần đây cũng đã được sự quan tâm rất lớn của mọi người và toàn xã hội.